Xin kính chào quý vị. Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 10 của truyền hình Dân Việt. Thưa quý vị, sau vụ sạt lở ở Nam Trà My khiến nhiều người thương vong, thì những nguy cơ sạt lở do nhiều ngày liên tiếp mưa lớn kéo dài vẫn đang tồn tại. Lực lượng chức năng vẫn không ngừng tìm kiếm và sơ tán những người dân khỏi vùng nguy hiểm. Mọi thông tin chi tiết về tình hình mưa lũ tại miền Trung sẽ được chúng tôi truyền tải đến quý vị ngay sau đây. Những tin tức cập nhật từ hiện trường tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Nam Trà My. Quảng Nam khẩn trương tìm kiếm người mất tích tại Phước Sơn. Mưa trắng trời, thủy điện đồng loạt xả lũ, Nghệ An ngập trong biển nước. Cứu sống 3 thuyền viên trong vụ chìm tàu khiến 26 thuyền viên mất tích trên biển Khánh Hòa. Thưa quý vị, trong những ngày qua, đồng chí Thảo Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi động viên các gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong trận lở đất và gia đình các hội viên nông dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Quảng Trị. Chủ tịch Thảo Xuân Dũng cũng chia sẻ với những nỗi đau, mất mát của các gia đình những nạn nhân ở các tỉnh miền Trung khi trận lũ lụt lịch sử vừa qua đã gây ra những thiệt hại quá lớn. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Thảo Xuân Dũng cũng cho biết, trong 3 vấn đề mà Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm hỗ trợ thì có việc chung tay nhà sàn hóa cho những người dân vùng lũ lụt và đặt mục tiêu đến Tết Nguyên đán phải đảm bảo cho người dân bị thiệt hại lũ lụt có nhà ở để đón Tết, có ban thờ để cúng. Cũng trong những ngày vừa qua thì đồng chí Thảo Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã đến khảo sát hồ Kẻ Gỗ, bên cạnh đó thăm hỏi tặng quà động viên các cán bộ, hội viên nông dân bị bão lũ ở Hà Tĩnh. Các hộ dân cũng đã rất là xúc động và cảm ơn món quà ý nghĩa của đoàn công tác giúp họ tiếp tục phục hồi sản xuất và chăn nuôi để phát triển. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang những tin tức cập nhật từ hiện trường tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Nam Trà My. Thưa quý vị, vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra vào ngày 28 tháng 10 đã vùi lấp 53 người dân. Sau nhiều giờ tìm kiếm, tính đến trưa nay ngày 30 tháng 10, đội tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường và tìm thấy 8 thi thể, cứu được 33 người, còn lại 12 người mất tích đang được tiếp tục tìm kiếm. Tổng số là 20 người chết và mất tích. Thì trong đó đã tìm được 6 người, còn lại 14 mất tích, được chưa? Thống nhất đấy cơ mà. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng cũng đã tìm được 8 thi thể nạn nhân tại điểm sạt lở thôn 1, xã Trà Leng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã tìm được 16 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở tại Quảng Nam. Trong đó, xã Trà Vân 8 người và Trà Leng là 8 người. Trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm, tiếng khóc xé lòng của những người thoát chết, người thân khóc thương các nạn nhân mất tích khiến ai cũng xót xa. Nhất là cảnh vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con. Vụ sạt lở này đã xao sổ toàn bộ ngôi làng với 11 ngôi nhà. Những người may mắn thoát nạn thì lâm cảnh trắng tay, nhà cửa, tài sản đã không còn, đều bị vùi lấp toàn bộ trong đống đổ nát. Chiều 30 tháng 10, những người dân may mắn sống sót đã bắt đầu tìm về lại khu vực đã từng là nhà cũ của mình. Nhà cửa, lán trại, bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tăng cường cảnh sát cơ động, sử dụng cả chó nghiệp vụ lên để tìm kiếm các nạn nhân dọc theo các tuyến. Kể cả dưới sông, công tác ứng cứu vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực thực hiện. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến hậu quả của cơn bão số 9, ngày 29 tháng 10 và sáng ngày 30 tháng 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa rất lớn, lượng mưa đo được từ 150 đến 300 mm. Đồng thời, 4 nhà máy thủy điện tại đây cũng tiến hành xả lũ, khiến nhiều nơi bị ngập sâu, nhiều đoạn đường, đồi núi bị sạt lở và hàng nghìn hộ dân kêu cứu chạy lũ ngay trong đêm. Sáng ngày 30 tháng 10, ở một số xã ven sông ở huyện Thanh Chương và thị trấn Dùng, nước lớn dâng lên gây ngập lụt nghiêm trọng. Người dân vất vả chạy lũ xuyên đêm, thậm chí nhiều khu vực như xã Thanh Khê, xã Võ Liệt, Thanh Mỹ, Thanh Nho, người dân phải gọi điện lên chính quyền cầu cứu hoặc lên Facebook nhờ mọi người giúp đỡ vì nước lên quá nhanh, bị cô lập hoàn toàn. Trong khi đó, tại thôn Tân Hà, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, do mưa lớn lại ở bên sông nên ngay từ khoảng 21 giờ đêm 29 tháng 10, nước đã ngập sâu 2 mét. Rất may mắn là người dân nơi đây đã kịp thời di chuyển đồ đạc, sơ tán lên nơi cao. Tại khu vực Rú Nguộc, thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, sạt lở nghiêm trọng. Người dân tại xóm 3 xã Ngọc Sơn phải di rời trong đêm qua để đề phòng sạt lở. Cũng do mưa lớn kéo dài nên tối ngày 29 tháng 10, 4 nhà máy thủy điện ở Nghệ An đã lên kế hoạch xả lũ. Tại huyện Quế Phong, thủy điện Châu Thắng đã xả lũ qua các cửa van và qua các tổ máy với lưu lượng từ 46 đến 400 mét khối trên một giây. Còn thủy điện Chi Khê, huyện Con Cuông xả với lưu lượng 500 đến 1.000 mét khối trên một giây và có thể tăng thêm tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.
Tại thủy điện Nậm Mô, huyện Kỳ Sơn, từ 19 giờ ngày 29 tháng 10, nhà máy đã xả với lưu lượng 140 đến 400 mét khối trên một giây, còn nhà máy thủy điện Bảng An, huyện Tương Dương cũng xả với lưu lượng 200 đến 500 mét khối trên một giây từ 20 giờ 30 ngày 29 tháng 10. Ngoài ra, tại thị xã Hoàng Mai, xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai cũng thông báo kế hoạch xả lũ hồ vực Mấu từ 1 giờ đến 6 giờ ngày 30 tháng 10 với lưu lượng từ 20 đến 100 mét khối trên một giây qua hai cửa trần. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở núi ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sáng nay ngày 30 tháng 10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã gặp thêm những khó khăn khi thời tiết tại đây chuyển xấu, có sương mù. Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể vào được xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vì sạt lở ở nhiều điểm, đường xá, cầu cống bị chia cắt, nước sông suối thì chảy xiết. Tại xã Phước Lộc đã tìm thấy 5 thi thể, trong số 13 người bị vùi lấp. Hiện nay, đường vào thôn 6 xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn có hơn 1.000 điểm sạt lở và ách tắc hoàn toàn. Vì vậy, ngoài việc tìm kiếm người mất tích, huyện Phước Sơn đang khẩn trương tìm kiếm phương án tiếp tế lương thực cho người dân các xã Phước Công, Phước Thành và Phước Kim. Liên quan đến công tác cứu hộ, hơn 200 công nhân mắc kẹt ở nhà máy thủy điện Đắc Mi 2, tỉnh Quảng Nam do giao thông bị chia cắt. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải bố trí một mũi để băng rừng tiếp cận khu vực xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Sáng ngày 30 tháng 10, hơn 10 công nhân đã đu dây dòng dọc vượt qua khoảng 3 km đường rừng để ra được bên ngoài và đi về trung tâm xã Phước Công, huyện Phước Sơn. Hiện tất cả các công nhân đều an toàn. Tuy nhiên, việc tiếp cận và đưa các công nhân này ra ngoài rất khó khăn do nhiều điểm sạt lở, gây cô lập và nước sông Đắc Mi dâng cao, chảy xiết. Đặc biệt, số công nhân này bị cô lập ở 3 nơi. Chỗ tập trung đông nhất là trong đập thủy điện với hơn 100 công nhân. Vâng, thưa quý vị, một tin mừng đã đến với chúng ta khi khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 10, thuyền trưởng của tàu MV Fortune Iris đã gọi điện thoại đến Đài Thông tin Duyên Hải Nha Trang thông báo cứu được 3 thuyền viên từ tàu BD97469TS. Hiện sức khỏe của họ tạm thời ổn định sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Sáng ngày 30 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết 3 ngư dân trong số 26 thành viên bị mất tích trong vụ chìm 2 tàu cá đã được tìm thấy. Theo đó, gần 18 giờ ngày 29 tháng 10, thuyền trưởng tàu MV Fortune Iris có điện thoại đến Đài Thông tin Duyên Hải Nha Trang thông báo chiếc tàu chở hàng của mình đã cứu được 3 thuyền viên từ tàu BD94769TS gồm Lê Minh Giòn, 20 tuổi, Phan Quốc Duy, 35 tuổi và Võ Văn Hoài, 35 tuổi. Hiện sức khỏe của 3 ngư dân này tạm thời ổn định sau nhiều ngày trên biển. Làm việc với tàu MV Fortune Iris, ba ngư dân tàu này cho biết 14 thuyền viên của tàu BD97469TS có 4 người mất tích không rõ thông tin, 2 người chết khi tàu vừa chìm, còn lại 5 người đã thiệt mạng trên biển do kiệt sức. Các cơ quan chức năng của Việt Nam hiện đang liên lạc làm việc với tàu MV Fortune Iris để tiếp nhận 3 ngư dân nói trên. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 10, trong khi chạy tránh bão số 9, hai tàu cá Bình Định là BD96388TS có 12 thuyền viên và BD97469TS có 14 thuyền viên bị chìm, 26 thuyền viên trên hai tàu mất tích. Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội, kiểm ngư đã điều tàu kiểm ngư, nhiều lượt máy bay của Hải quân đến thực địa để tìm kiếm các nạn nhân. Vâng, thưa quý vị, thiên tai thì vẫn chưa dừng lại ở đó. Bão số 9 vừa qua đi thì bão số 10 lại đang chuẩn bị ập đến. Những ám ảnh kinh hoàng, những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung thì vẫn còn đó. Nhưng phía trước họ vẫn là bao bộn bề lo toan về tương lai của một cuộc sống bất định sắp tới. Trong lúc này thì đồng bào miền Trung vẫn đang rất cần những sự chung tay giúp đỡ của tất cả các quý vị. Báo Nông thôn ngày nay, báo điện tử Dân Việt chúng tôi thì vẫn đang kêu gọi và gấp rút chuẩn bị triển khai tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho bà con miền Trung. Kính mong quý vị cùng chung tay với chúng tôi bằng cách gửi những đóng góp của mình về địa chỉ Ban Bạn Đọc Báo Nông thôn ngày nay, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hoặc qua số tài khoản 2121-0000-524-887, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội, và xin vui lòng ghi rõ ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.